Hôm nay mọi người cùng với mình và mẹ đi về ngã năm Sóc Trăng để dự đám cưới của một người em họ nghe. Mà ở ngã năm này á có nhiều thứ hay ho lắm. Mọi người hãy cùng mình xem hết video clip hen. Quãng đường từ Cà Mau lên đến thị xã ngã năm tỉnh Sóc Trăng là tới 100 ngoài cây lận. Cái quãng đường này xa lắm nha. Hồi lúc trước á, kinh tế còn khó khăn. Mỗi lần mình với mẹ lên thị xã ngã năm á, là đi bằng xe hai bánh. Lúc trước á, vừa đi vừa mệt mà còn bị nắng nôi áp vô mặt nữa. Về á, là hai mẹ con đen thù lùi à. Còn bây giờ thì kinh tế cũng không có còn khó khăn nữa. Cho nên chuyến này đi hai mẹ con mình thuê xe ô tô. Đi ngay dịp lễ, mình thấy chuyến này mọi người từ thành phố đổ về quê nghỉ lễ nhiều lắm luôn nha. Lúc này là mình tới ngã năm rồi nè mọi người. Mới lên tới đây á là cái màu xanh lạc lìa của lúa đã ập vào mắt của mình rồi đó. Ôi trời ơi, một cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn xanh thăm thẳm luôn vậy á. Đây là thằng cô An con của thím béo nè mọi người. Mình đi đâu á là đeo sát mình tới đó vậy đó. Nó nói cho anh làm cameraman đi, mai mốt có đi theo chú Tư nó quay phim cho. Chuyến này lên ngã năm không có ngay mùi vú sữa. Mình thấy vú sữa nó héo ở trên cây nhóc quá trơn vậy á. Chắc là nhà bà dì của mình không ai ăn hết trơn nè. Còn cái lúc này là mình phá cái vườn trái cây của bà dì mình nè mọi người. Mình đi ra mình tìm coi thử có còn cái loại trái cây nào hay không. Ai ngờ phát hiện ra trên cây vú sữa vẫn còn một trái nha. Mà ngặt nổi bữa nay là đi đám, ăn mặc đẹp, không có lục lăng nhiều. Chứ mỗi bữa là tôi nhảy lên cây, tôi bẻ cái trái vú sữa đó rồi đó. Lúc mới cầm trái vú sữa trên tay, mình bóp, mình thấy nó mềm mềm, mình tưởng nó chín. Ai dè bẻ xuống thì mình thấy mủ nó chảy ra quá trời. Mình cũng tưởng nó chín, mình thử, mình đưa lên miệng mình nút. Ai dè nó chưa chín mọi người ơi. Nó không có ngon chút nào hết trơn á. Thôi thì mình gửi lại cho bà dì, lần sau mình lên mình lấy hen. Quay vô trong nhà, mới vừa tới mái hiên thì phát hiện một quầy chuối xiêm đang chín bói. Cái quầy chuối này bà dì Tư của mình mới đốn vô đó mọi người. Mà cái tính của mình nó thấy trái cây á, là mình muốn xà vô mình ăn liền à. Cho nên mình thấy có một trái chuối chín á, mình kêu thằng cô An quay cho chú Tư đi. Chú Tư là chú Tư ăn cho mọi người xem nghe. Mèn đét ơi Kha ơi, cái quầy chuối đó đó, bà dì tính cho mấy con vịt với lại mấy con gà ăn đó, sao con ăn gì? Nghe bà dì Tư nói vậy, cái mình nói ai kêu bà dì Tư cốt hết mấy cây vú sữa làm chi, làm cho con chiến này á lên không có vú sữa gì ăn nhiều hết trơn á. Cái tính của bà dì của mình là vậy đó mọi người, yêu cầu cái cây gì mà trồng gần nhà lá rụng á là bực bội, thấy dơ giấy là chỉ muốn cốt bỏ thôi hà. Rồi tiếp đến là đại chiến với cây mãng cầu gai nữa nè. Cái cây mãng cầu gai này thấy nhỏ nhỏ vậy đó, chứ mình biết á, cách này cũng hơn 10 năm rồi đó, trái lúc nào cũng xum xuê hết trơn á, nhưng mà không có phải trái to nghe. Đó đó đó, lúc này thấy cái trái mãng cầu ngoài kia thấy to, vàng vàng, hường hường rồi hen, tưởng đâu chín, ráng bường nhón nhón ra tính bẻ cái trái mãng cầu, ai dè phát hiện ra chưa chín, quê sệ. Rồi chưa, rồi nhìn chú Tư nè. Ồ, dở dở thổi lên. Ừ, đúng rồi đó, đó. Ở đây nữa nè. Wow, ở đây nữa nè. Quá trời luôn, trái to luôn rồi. Ôi chị. Quá trời trái luôn, bên đây nó đang ơi. Quay rồi, đang quay. Ôi. Đã quá. Hai chú cháu nãy giờ đi ra chiến đấu với cái vườn xoài, bây giờ thì đem vô gọt vỏ và chuẩn bị ăn thôi. Mèn đét ơi, cái trái xoài nó to bành bà kỳ luôn vậy á, cầm trên tay là cầm cũng không nổi luôn á mọi người. Cái trái này mình nghĩ á chắc cũng tầm khoảng 700-800 gram á nghe. Lúc này thấy mình gọt trái xoài hấp dẫn quá cho nên nhiều người cũng lại dây quanh và tham gia luôn. Mà ai ăn trái xoài này cũng khen ngon hết. Trời ơi, trái xoài gì mà cát không à, ăn nó ngon, nó ngọt, không có chua một tí nào hết trơn á. Quậy cho đã rồi thì bây giờ mình qua đám mình quậy tiếp nữa nghe. Mới vừa bước qua gần tới đám thì mấy cậu của mình thấy mẹ mình tới ôm mừng quá trời luôn. Bà con dòng họ lâu lắm mà mới gặp á. Nguyên cái bàn này là dân ở Cà Mau lên đi đám ở Sóc Trăng không đó. Ai cũng đẹp và dễ thương hết mọi người hen. Tèn ơi, cái bánh da lợn này nó ngon, nó béo kinh khủng lắm. Thì tới ngã năm có fan hâm mộ Minh Kha Lê Food tặng cho mình 50.000 nè. Thấy vậy á, khi mình nói với mẹ, thôi mẹ ơi, người ta tặng mình 50.000 rồi, bây giờ mình tặng lại cho người ta 100.000 đi. Nói chung á, là đám ở miền Tây là vậy đó, vui bà cố luôn vậy á. Còn đây là bà dì ba của mình nè mọi người, bà dì ba này thương mình lắm nha. Hồi lúc trước á, mình còn học ở Sài Gòn, mỗi lần đi về Cà Mau, mình ghé ngã năm mình thăm bà dì ba, là ngủ ở lại, bà dì ba cho mình tá túc một đêm, rồi cho mình trái cây đủ thứ để mang về cho bà con hàng xóm nữa. Bánh bò này với lại bánh da lợn hồi nãy là do cậu ba của mình làm á, ngon nhất nách luôn. Hát hò cho đã, quậy cho dữ đi, rồi bây giờ nhảy xuống cái xà lan của cậu Bảy mình nằm nghỉ ngơi nè. Mà công nhận cái xà lan này nằm nó mát dữ lắm nghe mọi người, để mình quay một vòng cho mọi người xem hen.
Bây giờ là tầm khoảng 14 giờ chiều rồi, mình thấy ở bên sông á, bà con của mình bắt đầu đi qua bên đây để đi đám rồi đó mọi người. Rồi, đại chiến với cái xà lan tiếp, quậy nữa rồi đó. Cái xà lan này bể mình, bể mẩy với mình. Lúc này ha, bày đặt làm tài công, tài ơ rồi ha, nghiêng mình, lái. Mà nhìn cái xà lan vẫn ở chỗ một à. Rồi mắc cười dữ chưa, hồi sáng tới giờ chỉ là chủ yếu đãi bà con ở xa thôi. Bây giờ bà con hàng xóm lại nhiều quá nè, để mình quay cho mọi người xem ha. Có duyên dữ lắm mới gặp được nhau, và nhiều phận dữ lắm mới có thể ngủ chung một chiếc giường. Thôi thì anh chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc và sống chung với nhau đến răng long đầu bạc, sanh con đàn cháu đóng nghen. Mà thôi hai đứa sanh cho anh đủ một đội bóng được rồi, để mai mốt anh lên anh rủ tụi nó đi tắm sông. Còn đây là bà dì Tư của mình nè. Bà dì Tư này thương con cháu dữ lắm. Mỗi lần mà mình đi đâu ghé bà dì Tư chơi á, ngay cái mùa vú sữa là bà dì Tư cho mình một đống vú sữa để mang về nhà luôn á. Thương bà dì Tư vô cùng. Alo, xin chào. Lúc này là mẹ mình đang từ giã bà dì Tư nè mọi người. Hai dì cháu ôm nhau bệnh rịnh, khóc thấy thương luôn vậy á. Ra xe chuẩn bị về Cà Mau lại rồi đó, mà mấy mọ của mình không có cho về. Lôi ra nói, ra đây cho xôi nè, xôi dữ trời, xôi nhiều trái lắm. Xôi nè, dạ. Ngon cực, xôi, ngon xôi của luôn. Xinh. Dạ, xinh. Cái này của gái nè. Đẹp quá. Trời ơi. Dạ, hồi nãy ăn rồi ngon á. Rồi, cảm ơn mẹ nhiều. Rồi, rồi. Ôi, cái gì vậy? Cái này, cái này. Cái này, quá trời rồi. Lên xe. Chiếc xe mới vừa đi tới vòng xoay hành chính ngã năm mà. Mẹ của mình thấy hai bên đường người ta bán mãng cầu quá trời. Mẹ mình nói đi xuống lựa mãng cầu để về ăn khơi. Cái hai mẹ con của mình đi xuống lựa mãng cầu mà ngặt nổi á, kiếm mãng cầu ăn liền không có. Toàn là mãng cầu 2-3 ngày nữa mới ăn được. Mẹ mình nói thôi lỡ rồi, mua ủng hộ cô một trái đi con. Video này dài quá chừng rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video đến giây phút này nha. Tạm biệt mọi người.